chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định số 86 năm 2014, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các địa phương đã triển khai và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị định số 86 cũng đã bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi bổ sung. Do vậy, việc ban hành nghị định thay thế nghị định số 86 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là cần thiết và đủ căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm kể từ năm 2016 đến nay và trải qua 4 lần dự thảo lấy ý kiến, dự thảo lần thứ 5 này của nghị định thay thế nghị định 86 vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi, nhất là từ phía các cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục với câu chuyện của dự thảo thay thế Nghị định 86 phần 2 chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Dự thảo thay thế Nghị định 86 năm 2014 nhìn từ góc độ điều kiện kinh doanh sẽ phân tích sâu hơn câu chuyện này với góc độ nhìn từ phía các doanh nghiệp vận tải. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm kể từ năm 2016 đến nay, trải qua 4 lần dự thảo lấy ý kiến, dự thảo lần này là lần thứ 5 của Nghị định thay thế Nghị định 86 vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi, nhất là từ phía doanh nghiệp. Với việc Nghị định 86, sau 3 năm triển khai đã làm phát sinh nhiều điều kiện kinh doanh, trói buộc doanh nghiệp ngành vận tải. Nhưng trải qua 5 lần dự thảo, đến dự thảo mới đây nhất thì dường như những điều kiện kinh doanh cần cắt vẫn chưa được cắt. Các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự thấy được sự chuyển biến trong việc cắt giảm những điều kiện kinh doanh vô lý. Mời quý vị đến với phóng sự sau để hiểu vì sao các doanh nghiệp vẫn bức xúc với những điều kiện kinh doanh về vận tải trong dự thảo thay thế Nghị định 86. Với bản dự thảo thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, thấy nổi lên nhiều vấn đề. Trước tiên phải kể đến những bức xúc tồn tại bấy lâu nay liên quan đến cách hiểu, cách định nghĩa và quy định cụ thể về các loại hình kinh doanh vận tải. Hay nói cách khác là cuộc chiến chưa có hồi kết của taxi truyền thống và Uber, Grab. Nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ bức xúc sau khi xem dự thảo lần thứ 5. Thậm chí có doanh nghiệp còn kêu lên rằng chúng tôi không tránh khỏi bàng hoàng, bức xúc vì những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất đã và đang là nguyên nhân dẫn đến sự đấu tranh, khiếu nại quyết liệt của taxi truyền thống, là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận và thảo luận, thì lại không được giải quyết, không được tiếp thu đúng mức để thể hiện trong dự thảo nghị định này. Theo các doanh nghiệp, duy nhất tại Việt Nam, Grab, Uber được gọi là vận tải hợp đồng điện tử. Mặc dù được xếp vào loại hình vận tải hợp đồng, nhưng trên thực tế, hơn 100 triệu chuyến xe Grab, Uber thực hiện trong thời gian qua đều không có hợp đồng nào được ký kết. Các doanh nghiệp cũng khẳng định, tất cả xe hợp đồng điện tử thí điểm theo quyết định số 24 của Bộ Giao thông Vận tải, xét về đặc điểm và bản chất kinh doanh chính là taxi, nên nhập vào loại hình taxi và quản lý như taxi, không nên tạo ra loại hình mới bởi nó đã hoàn toàn tương đồng với taxi. Các doanh nghiệp cũng phản bác rằng, hoàn toàn không đồng tình khi dùng khái niệm xe hợp đồng điện tử thay cho khái niệm taxi, vì trên thực tế, xe hợp đồng điện tử hoàn toàn hoạt động như taxi, không khác gì taxi. Như vậy, với những tranh cãi về câu chữ, về cách hiểu, định nghĩa và khái niệm cũng đã gây bức xúc không ít cho doanh nghiệp trong thời gian qua. Bởi liên quan đến định nghĩa loại hình kinh doanh vận tải này, đồng nghĩa với việc kéo theo cách áp dụng các điều kiện kinh doanh của ngành vận tải đi kèm. Ở góc độ mà nói về những cái bất cập trong cái dự thảo sửa đổi tới lần thứ 5 vừa rồi thì chúng tôi nghĩ là cũng đã đề cập rất nhiều. Ngay cả những cái việc mà vẫn giữ nguyên cái khái niệm về cái quy định với cái hợp đồng điện tử, rồi kể cả là một loạt những cái mà quy định liên quan đến cái thời hạn mà chúng tôi cũng nói rất nhiều lần. Ví dụ như là những cái mà nó đã triển khai, chẳng hạn như là với cái việc mà gắn cái hộp đen mà taxi đã phải là thực hiện từ 2 năm trước, thì trong cái dự thảo mới thì vẫn đề cập tức là phải là mãi tới coi như là năm 2020, 21 rồi thậm chí 25 thì một loạt các quy định đó mới được thực hiện. Tức là vô hình chung nó vẫn tiếp tục kéo dài cái thí điểm của cái đề án 4 với cái hoạt động của xe Grab như hiện nay. Thế còn đứng về góc độ chung thì chúng tôi nghĩ thế này là một cái gì đó mà qua mỗi lần hội thảo đóng góp rất nhiều
nhưng mà tiếp thu thì lại không. Mà tôi nói là ý kiến của các ủy ban nhân dân thành phố, năm cái đơn vị thí điểm lớn đó, đều có ý kiến hết, tức là khẳng định cái hoạt động mà kinh doanh hợp đồng điện tử là không có, nó chỉ là phương thức giao dịch và nó thực chất là cái kinh doanh taxi với một cái quy trình điều hành quản lý của Grab là như taxi. Đều đã có ý kiến của các chuyên gia, của các hiệp hội cũng nói mãi, nhưng mà cái sự tiếp thu thì không có. Tức là cứ mỗi một lần sau khi trao đổi đóng góp xong thì sau đó chúng ta lại có một cái bản dự thảo gần giống như cũ, và những cái thay đổi nó lại là ẩn khuất chỗ này chỗ khác, nó không thể hiện được. Và đôi lúc chúng tôi nghĩ rằng nên hay chăng thay đổi ban soạn thảo, bởi vì qua tới lần thứ 5 rồi mà như thế thì nó mất rất nhiều công sức của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp. Chúng tôi đề nghị làm sao sửa đổi cái nghị định, làm sao cho nó công bằng để chúng tôi kinh doanh đúng điều kiện theo quy định của pháp luật. Bởi chúng tôi kinh doanh điều kiện taxi phải ràng buộc 13 điều kiện rất thắt chặt, cho nên cái sự cạnh tranh với Uber Grab rất khó. Chính vì thế mà với một doanh nghiệp vận tải trong lĩnh vực lâu năm nhưng cũng không thể chịu được với những các cái điều kiện một bên bị bó chặt, một bên bị cởi lỏng. Như chúng tôi đang quản lý với người lao động và khách hàng và doanh nghiệp và đầu tư xe ra rất là nhiều điều kiện kinh doanh bởi thông tư 63 và nghị định 86. Không chỉ gây bức xúc bởi những định nghĩa gây tranh cãi, dự thảo thay thế nghị định 86 lại đề xuất bổ sung quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe trung chuyển và quy định thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải bằng container, xe đầu kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc hoạt động kinh doanh vận tải, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 20 tấn trở lên phải cung cấp dữ liệu bằng hình ảnh ghi nhận hoạt động của lái xe. Và các doanh nghiệp vận tải thì phản biện rằng việc gắn camera là không cần thiết, không hiệu quả, trong khi chi phí bỏ ra lại quá lớn. Hơn nữa, khi chi phí tăng lên, đối tượng chịu thiệt thòi lại chính là người dân, bởi doanh nghiệp sẽ cộng vào chi phí vận chuyển. Các cơ quan chức năng nên tập trung đưa ra biện pháp thiết thực hơn nhằm giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp vận tải. Về cái dự thảo mới thì chúng tôi được biết là có một cái vấn đề được nêu ra trong cái nghị định dự thảo mới thì là về cái vấn đề là phải lắp cái camera giám sát người lái xe ở trên cabin của xe. Thì theo như tôi thì đối với cái phương tiện là xe khách thì nên phải có cái việc giám sát cái người lái xe, nhất là cả hành khách, vì nó liên quan đến cả tính mạng của rất là nhiều hành khách trên xe. Nhưng còn đối với các cái phương tiện vận tải hàng hóa, nhất là các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ, thì chúng tôi lái xe là chúng tôi cũng đã kiểm soát bằng giám sát hành trình, vì những cái giờ lái xe chạy, những giờ lái xe nghỉ và dừng đỗ mở cửa là chúng tôi đều kiểm soát bằng cái phương tiện kiểm soát hành trình rồi. Hiện nay chúng tôi đang lắp đặt theo cái quy định của Bộ Giao thông Vận tải, mà bây giờ lại lắp thêm cái việc camera để giám sát cái người lái xe ở trên xe của các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ. Thứ nhất là nó tăng chi phí các doanh nghiệp vận tải. Cái thứ hai, như thế nó sẽ là mất đi được cái quyền tự do của người lái xe. Rồi lại có những quy định kiểu như quy định về tập huấn cho người điều hành, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Quy định tại Điều 7, Thông tư 63 năm 2014, quy định về tổ chức, hoạt động quản lý, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Theo quy định của pháp luật hiện hành, 3 năm một lần, người điều hành, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải tham gia tập huấn nghiệp vụ. Trên thực tế, đội ngũ tài xế đã được đào tạo đầy đủ và chặt chẽ từ đạo đức đến chuyên môn, kinh nghiệm khi đào tạo bằng lái xe. Các trường đào tạo lái xe hiện nay cũng được quy định trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất và quản lý tốt chất lượng đào tạo. Không những vậy, trong quá trình hoạt động vận tải, các doanh nghiệp vận tải vẫn luôn tổ chức các lần đào tạo, chia sẻ cho người điều hành, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về kinh nghiệm chuyên môn, đạo đức hành nghề lái xe. Do đó, quy định tập huấn cho lái xe đa số để đối phó với cơ quan chức năng hiệu quả không cao. Quy định trên làm tăng chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, gồm chi phí tổ chức tập huấn, chi phí do lái xe nghỉ việc để tập trung tập huấn, nhưng vẫn hưởng nguyên lương của doanh nghiệp, chi phí phát sinh trong quản trị điều hành, v.v. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ, không có cơ chế kiểm tra giám sát việc người điều hành, lái xe tham gia tập huấn.
rồi lại có không ít những quy định trong dự thảo lần thứ 5 này, không những không giải quyết được những vấn đề vướng mắc tồn tại, mà lại còn làm cho vấn đề trở nên khó hiểu và bức xúc hơn đối với doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp chở mía, hiện tại bây giờ 1.000 xe chở mía, một năm làm 3 tháng, sau 3 tháng cắt đi, thì cái đó làm thế nào mà kiểm tra được? Các anh phải có cho cái hướng nhé, để mà chúng tôi kiểm tra chứ, làm thế nào mà kiểm tra được? Cái này theo tôi nên giao tất cả cho các doanh nghiệp lắp đường dây, anh phải kiểm tra được, anh lắp quá anh lại kiểm tra người đó, anh kiểm tra được cái này hoạt động không hoạt động và hoạt động được bao nhiêu tháng, anh phải chỉ cam kết cho họ. Nếu khi anh chỉ cam kết rồi thì sở và doanh nghiệp hỗ trợ với họ, ví dụ cái xe này là hết tháng rồi nhưng mà hết năm rồi họ không đặt phí, anh điền cho sở và doanh nghiệp nên thu hồi phù hiệu lại. Nếu như doanh nghiệp và sở chỉ hỗ trợ thôi, còn công ty định vị phải chịu rất nhiều trách nhiệm của họ. Chúng thể để 4 tháng, đúng bây giờ tập để 4 tháng, chỉ lắp để mà lấy tiền và thu phí thôi. Chúng thể để tình trạng thế này được. Để tình trạng thế như thế này giống như cái lợi nhỏ thôi, thu tiền vào túi thôi, giao cho người khác để coi như là chịu tiền phạt thôi. Lúc thắt chặt rồi, chúng tôi phải có những đơn vị còn lách luật ra các tỉnh xin giấy phép cấp phù hiệu, xong lại quay lại Hà Nội chạy vẫn cái số lượng xe đấy. Nhưng bao năm kêu khóc cũng không được cho gia tăng số lượng, bởi quyết định 24 ra cái thì tăng ồ ạt nhanh chóng một cách khủng khiếp, không quản lý nổi. Mình gọi luôn là nó là vỡ trận. Vỡ trận như thế mà cũng không quản lý, mà taxi truyền thống bao năm thì quản lý gò bó chặt dưới nhiều điều kiện. Bên cạnh đó, hàng loạt những điều kiện kinh doanh khác trong Nghị định 86 được cho là vô lý. Nhưng dự thảo nghị định cũng không giải quyết được những điều vô lý ấy. Có thể kể đến như hiện nay, việc tự bỏ vốn, đầu tư mua xe của các doanh nghiệp vận tải hàng nội bộ, chủ hàng hóa, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 51% có chiều hướng ngày một gia tăng. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 86, các doanh nghiệp này lại không cần phải xin giấy phép kinh doanh vận tải, không cần đáp ứng các điều kiện về kinh doanh vận tải như phù hiệu xe, thiết lập quản lý hồ sơ xe, lái xe, v.v. không thuộc đối tượng thanh tra theo dự thảo nghị định sửa đổi này. Đây là điều bất hợp lý, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp này với doanh nghiệp vận tải hàng hóa truyền thống. Trên thực tế, đa số doanh nghiệp vận tải hàng nội bộ, chủ hàng hóa mặc dù cam kết chỉ chở hàng nội bộ, nhưng trong bối cảnh khó khăn, cạnh tranh, họ vẫn chuyên chở hàng hóa bên ngoài. Đây là điều gây bức xúc kéo dài trong cộng đồng doanh nghiệp vận tải trong thời gian qua. Hoặc lại có quy định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo rơ móc, sơ mi rơ móc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 km trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu. Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương, từ 10 xe trở lên. Đối với các đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại, quy định từ 5 xe trở lên. Riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo, theo quy định của chính phủ, từ 3 xe trở lên. Như vậy, nếu doanh nghiệp vận tải có dưới 5 phương tiện vận tải hàng hóa, theo quy định thì không được vận chuyển hàng hóa có cự ly từ 300 km trở lên. Đây là một điều vô cùng bất hợp lý. Bởi nếu doanh nghiệp có phương tiện vận tải tốt, có đơn hàng vận chuyển hàng hóa, thì họ có quyền vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nào theo yêu cầu của khách hàng, chứ không thể bắt buộc họ chỉ được vận chuyển hàng có cự ly dưới 300 km. Đó chỉ là một vài ví dụ về những rào cản mà doanh nghiệp vận tải gặp phải trong quá trình hoạt động của mình. Rõ ràng, doanh nghiệp ngành vận tải đang rất cần một cuộc cải tổ thực sự để có thể yên tâm hoạt động kinh doanh mà không phải lo, đi đến đâu cũng gặp rào chắn. Thưa quý vị, từ cuối tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố tổng số điều kiện kinh doanh dự kiến được cắt giảm, đơn giản hóa là 352 trên 570 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 61,75%. Và động thái mới nhất là quyết định 767 về việc công bố các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, được kỳ vọng thổi một làn gió mới cho hoạt động của doanh nghiệp sau một thời gian dài chịu đựng những quy định bất cập trong Nghị định 86.
Tuy nhiên, những cải cách có thực sự như kỳ vọng hay không? Và sau 4 lần trình dự thảo, lần dự thảo thứ 5 này liệu có đi đúng với mong muốn của doanh nghiệp bấy lâu nay hay không? Mời quý vị đến với những ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp. Có rất nhiều kiến nghị đã được cộng đồng doanh nghiệp vận tải nêu ra. Trong đó có việc cần quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với doanh nghiệp vận tải hàng nội bộ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải. Bãi bỏ quy định tập huấn cho người điều hành, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để giảm bớt khó khăn, chi phí cho doanh nghiệp. Cần có tính ổn định văn bản pháp luật và sự đồng bộ về tải trọng cầu đường để các doanh nghiệp yên tâm trong việc đầu tư lâu dài. Nếu không thay đổi, chính sách mà Bộ Giao thông Vận tải đang áp dụng cho taxi và xe hợp đồng điện tử không chịu thay đổi, thì sẽ đồng nghĩa với việc nhà nước đang sử dụng chính sách bất công để bức tử hàng trăm doanh nghiệp taxi trên cả nước tan rã, phá sản mà không cần đến năm 2021-2025 như lộ trình. Thế thì ở đây, cái quan trọng nhất khi mà chúng ta sửa đổi Nghị định 86 và sau này Luật Giao thông Đường bộ thì như ý tôi đã đề cập, tức là với vị trí quan trọng như vậy thì xác định sẽ kinh doanh, sẽ không kinh doanh. Và xác định rõ, tức là kinh doanh vận tải trong nội đô với quãng đường di chuyển ngắn dựa trên khoảng cách phải là taxi. Và trên cơ sở đó chúng ta mới xác định rõ những quy chuẩn. Và tôi nghĩ là đó mới là cái quan trọng. Quy chuẩn về chất lượng phương tiện. Xe như thế nào, kiểm định ra sao, rồi cái nhận diện nó như thế nào, vân vân. Quy chuẩn về chất lượng phương tiện. Cái thứ hai là quy chuẩn về cái chất lượng lái xe. Họ phải được đào tạo như thế nào, chứng chỉ hành nghề như thế nào, điều kiện như thế nào, quan trọng lắm chứ. Với những cái điều kiện kinh doanh trong Nghị định 86 thì có một số những cái điều là nó cũng chưa được hợp lý thì cắt bỏ là chúng tôi hoàn toàn là tán thành. Nhưng mà những thêm các cái điều kiện kinh doanh mà lại số lượng thêm nhiều hơn cái điều cắt thì cũng tôi nghĩ rằng là Bộ Giao thông Vận tải cũng nên nghiên cứu để làm sao mà với các cái điều kiện kinh doanh vận tải làm sao nó phải phù hợp với thực tiễn. Và nó phải không gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải thì hãng nên để. Còn nếu những cái làm mà nó thứ nhất là gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải, cho các doanh nghiệp kinh doanh, gây tăng chi phí thì chúng tôi cũng không nên để những cái điều khoản đó. Bày tỏ với doanh nghiệp cá nhân tôi và bảo vệ cho các doanh nghiệp khác trong hiệp hội taxi là mong muốn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông là cơ quan soạn thảo chắc vút cho chính phủ để trình dự thảo 86 này làm sao. Chúng tôi chỉ mong muốn công bằng, dân chủ, văn minh và kiến tạo như những lời nói của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cái quan trọng ở đây là cái phải nhà nước phải hình dung được cái hiệu quả của giải pháp quản lý. Những cái can thiệp trực tiếp chẳng hạn như doanh nghiệp hợp đồng phải chỉ 30% cho một khách hàng, hay là những cái thủ tục xin phép phê duyệt nó rất là nặng nề hiện nay thì liệu có đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước không? Chúng tôi cho rằng là điều đấy rất là cân nhắc. Có những ý kiến trái chiều như vậy thì chúng tôi cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Để căn cứ vào cái thứ nhất là các hệ thống luật hiện hành, báo cáo các đồng chí là Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 cũng đã 10 năm rồi, và trong cái điều kiện cái bối cảnh khi mà xã hội đất nước chúng ta phát triển nhanh và mạnh như bây giờ thì có nhiều cái quy định vào thời điểm đó là phù hợp thì tới nay nó không còn phù hợp nữa, cần phải điều chỉnh. Nhưng muốn hay không, khi xây dựng các cái quy định của pháp luật thì chúng ta vẫn phải dựa vào đó, và đặc biệt là khi xây dựng nghị định. Thế chính vì vậy cho nên là các đồng chí cũng chia sẻ với ban soạn thảo là chúng tôi luôn luôn phải bám sát luật và làm thế nào đó dung hòa giữa cái truyền thống và cái hiện đại, làm thế nào đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển một cách ổn định và bền vững. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Văn Bình ở Hà Nội có gửi thư về chương trình và hỏi: tôi có một thắc mắc rất mong luật sư giải đáp. Công ty tôi là công ty nước ngoài có thành lập văn phòng đại diện và công ty con tại Việt Nam. Vậy trưởng văn phòng đại diện có được đồng thời là giám đốc công ty con ở Việt Nam hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn một luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Căn cứ theo quy định tại điểm D khoản 6 điều 33 nghị định số 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về luật thương mại, văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, người đứng đầu văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Như vậy đối chiếu vào trường hợp bạn hỏi thì doanh nghiệp nước ngoài của bạn là thương nhân nước ngoài thì trưởng văn phòng đại diện sẽ không được đồng thời là giám đốc của công ty con thành lập ở Việt Nam. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vtv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.